Chào mừng các bạn quay trở lại với nhịp bắp số IMS. Xin giới thiệu mình là Hiền Nguyễn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về hàm contest. Như các bạn đã biết, hàm contest là một cái hàm rất là hay trong AppSheet mà các bạn không tìm thấy nó trong Excel hay là Google Sheet. Hàm contest có thể trả về cái bối cảnh của cái app của bạn. Đó là những cái bối cảnh gì? Nhất hàm contest có thể trả về các cái kết quả dò tìm mong muốn như là tên app, như là tên view, tên bảng, email của người tạo app, ID thiết bị, kiểu xem, trình duyệt, vân vân. Còn đối với Excel Google Sheet, bạn phải sử dụng những cái hàm tương ứng hoặc là thậm chí bạn phải sử dụng Excel VBA để bạn có thể trả về những cái bạn mong muốn như thế này. Ví dụ như đầu tiên các bạn có thể sử dụng hàm contest app name để trả về cái ID của cái app của bạn mong muốn. Việc này rất là hay nếu chúng ta muốn sử dụng để chúng ta dò tìm cái tên app để chúng ta đặt cái công thức để chúng ta xuất về lưu trữ hình ảnh hoặc là xuất file vào trong một cái thư mục của cái app mình đang lưu trữ. Trường hợp thứ hai đó là bạn có thể sử dụng contest view để bạn trả về cái view mà bạn muốn gắn công thức, bạn muốn phân quyền. Trường hợp thứ ba, bạn muốn dùng contest để bạn trả một cái table mà bạn muốn gọi tên. Bạn có thể sử dụng contest device để bạn trả về cái ID của thiết bị đang sử dụng. Việc này cũng rất là hữu ích nếu bạn muốn kiểm soát cái ID thiết bị của người dùng. Bạn có thể sử dụng hàm contest host để bạn trả về cái trình duyệt hay là mobile. Nếu mà khách hàng user của bạn sử dụng trình duyệt thì app nó sẽ tự động nó get về đây là người này đang báo cáo bằng trình duyệt. Nếu mà ID mà nó trả về là device, host nó trả về là device thì người này đang sử dụng mobile để báo cáo. Và thứ sáu đó là có thể get cái email của cái người tạo app. Việc này rất là hữu ích để chúng ta có thể phân quyền theo cái quyền của cái người tạo app mà không cần phải nhập cái email của người tạo app. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào từng cái ví dụ cụ thể để cho các bạn thấy nha. Đầu tiên mình sẽ trả về app name. Giả sử như bạn muốn xuất một cái file PDF sang một cái file đơn hàng này sang PDF thì cái việc đầu tiên các bạn cần là phải ghi cái tên file này cho nó đúng với cái định dạng của bạn trên trên cái đường dẫn mà lưu trong thư mục Drive của bạn. Thì để ghi được cái tên file này thường thì các bạn sẽ vào info property app property để bạn kiểm tra xem cái app ID của bạn và cái đường dẫn này như thế nào để bạn copy bạn lưu vào. Tuy nhiên bạn có thể bỏ qua cái bước này bằng cách bạn sẽ đặt cái đường dẫn contest app name để bạn thấy cái tên của cái ID thư mục dự án của bạn. Thì vào trong behavior mình sẽ tạo một cái tên action có tên là ghi đơn hàng. Trong ghi đơn hàng này mình sẽ sử dụng hàm contest với cái thư mục đầu tiên của mình là app sheet data. Mình sẽ lấy trong cái thư mục của mình là cái thư mục mình sử dụng hàm contest app name để mình lấy cái tên app và nó sẽ lưu trong thư mục file của cái thư mục dự án này. Rồi tiếp đến là cái tên của cái file. Thì sau khi mình nhấn ghi đơn hàng một cái thì AppSheet nó sẽ tự động nó lưu vào trong cái hệ thống của mình cái tên file mà mình vừa mới tạo. Sorry, nãy giờ mình chưa nhấn lưu nên khả năng nó đang lưu cái đường dẫn cũ. Không sao. Thì bây giờ các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ kiểm tra thấy là AppSheet nó sẽ tự động nó đặt cái tên file của mình với cái đường dẫn thư mục là cái app name của mình, cái app name ID của mình mà mình không cần phải đi gõ cái đường dẫn này. Ok. Rồi, trường hợp thứ hai đó là bạn có thể sử dụng hàm contest để bạn dò xem cái view của bạn là gì. Việc này rất là hữu ích khi bạn muốn đặt một cái điều kiện. Ví dụ như cái này nó chỉ xuất hiện trong cái view này mà nó sẽ không xuất hiện trong cái view khác. Mình muốn một cái nút, một cái hành động nó chỉ xuất hiện trong cái view này. Giả sử như ở đây các bạn sẽ thấy mình có một cái profile và trong profile của mình nó có rất là nhiều nút. Mình không muốn cái profile này nó xuất hiện cái nút là Open File báo cáo. Ví dụ như cái nút này. Thì mình sẽ vào Behavior, mình gõ, mình tìm cái hành động của mình là Open File và nó ở trong cái bảng là nhân viên. Tại đây bạn lăn chuột xuống Behavior, bạn sẽ đặt cái điều kiện cho nó. Ví dụ ở đây nó đã có một cái điều kiện thứ nhất là cái file báo cáo nó không có trống thì lúc này xuất hiện. Mình sẽ đặt thêm điều kiện thứ hai với hàm End. Mình sử dụng hàm contest và contest của mình sẽ đặt là view. View của mình, cái tên file này á, thì nó chỉ xuất hiện trong cái tra cứu thôi. Những cái khác nó sẽ không xuất hiện thì mình sẽ đặt là tra cứu detail. Nó chỉ xuất hiện trong cái view này thôi. Bạn có thể dò cái view này của bạn trong cái tên bảng của bạn, ví dụ như Data Explorer để bạn kiểm tra tên của các cái bảng của bạn bạn muốn ha. Ví dụ đây là mình đang dò theo cái tên của bảng của mình nè.
Rồi bạn có thể mở AppSheet Toolbox lên, bạn vào View để bạn xem là cái view bạn muốn xem là gì. Ví dụ như ở đây mình muốn là cái view của mình là tra cứu detail, thì mình sẽ copy cái tra cứu detail này, mình sẽ gắn vào đây. Mình đang ghi TGS, thì đây là cái tra cứu detail, nó sẽ dò và nó sẽ trả về. Thì như vậy cái nút này nó chỉ xuất hiện trong cái view tra cứu detail thôi, nó sẽ không xuất hiện trong cái view profile này. Ok, thì như vậy để mà mình có thể tinh chỉnh cho cái app của mình nó theo cái giao diện mà mình mong muốn, thì bây giờ mình sẽ thấy profile này nó sẽ không xuất hiện cái nút Open File nữa. Rồi tiếp đến là một cái trường hợp mình sẽ sử dụng hàm context để mình trả về cái table. Table thì thực ra cũng ít ứng dụng, nhiều khi mình muốn chỉ định là cái app của mình nó có update nhưng mà nó update ở cái table nào, thì mình có thể sử dụng hàm context mình đặt ở trong đó, trong cái thông báo của mình đó. Thì đó là một cái dạng context table. Trường hợp thứ hai là mình có thể check cái device, có nghĩa là mình muốn read cái ID thiết bị của mình. Giả sử như ví dụ khi một anh user anh báo cáo công việc đi, ví dụ mình vô cái báo cáo công việc của mình đó, thì một cái anh user anh báo cáo công việc này mình muốn là anh báo từ cái thiết bị nào đó. Ví dụ như ở đây anh báo cáo một cái công việc, thì bây giờ mình sẽ check cái công việc của mình vô view data, à sorry, mình chọn cái data của mình ha, công việc mới mình vô view data, à, mình vô một cái view công việc, mình chọn view column. Tại đây ví dụ như ở đây mình sẽ muốn là có một cái cột để mà mình ghi nhận cái thiết bị mà anh này ảnh cập nhật, hoặc là mình sẽ ghi lại cái thông tin lịch sử mà thay đổi log log công việc. Thì bây giờ mình sẽ làm cái gì? Ví dụ như đây mình sẽ đi vào trong cái bảng công việc của Hiền ha. Công việc. Và trong cái bảng công việc này nó có rất là nhiều thông tin. Ví dụ như đây mình sẽ thêm vô một cái cột là log log trend này. Ví dụ mình log một cái cột này. Mục đích của mình là khi mình tạo một cái báo cáo như thế này thì nó sẽ ghi lại là ai tạo, tạo lúc nào, giờ nào, bằng cái thiết bị gì, thì hệ thống nó sẽ log lại. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng context để mình xử lý cái việc này. Rồi bây giờ mình vừa mới ghi xong rồi, bây giờ mình sẽ vô cái bảng công việc ha. Mình vào cái bảng công việc. Mình cấu trúc lại để mình update cái cột log. Và bây giờ mình sẽ cấu trúc lại, sau đó mình sẽ đặt cái điều kiện vào trong cái cột log này. Rồi giả sử như cái cột log này của mình sẽ ghi nhận ở cái giá trị lần đầu tiên mình tạo, là ví dụ là người tạo. Đó, ví dụ như mình sẽ nói cái người tạo này với, mình sử dụng hàm ConnectNet để mình nói ha. Đầu tiên là người tạo này. Đó, người tạo. Mình sẽ get cái user email. User email của người tạo. À, rồi thứ hai là mình sẽ get là với cái hàm là lúc, mình sẽ gắn với lại cái thời gian của mình là no. À, thường mặc định mình dễ gắn no như thế này á, nó sẽ có một cái vấn đề là nếu mà mình sử dụng cái thiết bị của mình á, là nó sẽ trả về theo tháng ngày năm, thì bạn có thể bạn định dạng lại cho nó ngày tháng năm bằng cách bạn sử dụng hàm test ở đây để bạn định dạng luôn nè, test. Rồi bạn sẽ định dạng là DD mình mình gì gì. Ok, rồi tiếp đến bạn sẽ gắn với lại là thiết bị, gắn với thiết bị, giờ mình ghi là thiết bị. Đó, thiết bị mình có thể là ghép cái ID của thiết bị vào context, mình sẽ ghi device để hạt nó sẽ tự động nó ghép cái ID thiết bị vào. Đó. Rồi thứ hai là mình sẽ ghép thêm cái thông tin là nó sẽ ghép trên cái trình duyệt nào. Đó. Trên cái trình duyệt nào. Ví dụ là host. Mình muốn là kiểm soát qua cái host mà người ta sử dụng là trình duyệt hay là app, thì mình sẽ dùng cái hàm là context host để mà AppSheet nó sẽ tự động nó lấy cái host của cái thiết bị này. Rồi. Giờ mình nhấn save lưu lại. Và cái log này mình sẽ không có show, mình sẽ không có show nó lên nếu mình không muốn ha. Ví dụ mình bỏ show thì nó sẽ không có show ha. Bây giờ mình sẽ thử mình tạo một cái công việc mới vào cái bảng công việc ha. Tại đây mình sẽ vô công việc mới này, đã hoàn thành đang thực hiện. Ở đây cái công việc mới của mình nó không có show.
mình có thể mình chỉnh lại kiểu ngang để nó show vô cái dashboard của mình chưa có bật show cái nút lên. Rồi bây giờ mình nhấn new, mình thêm một cái công việc mới rồi mình test host. Rồi phòng ban trách nhiệm mình giao cho một cái người nào đó, rồi thời hạn mấy cái này thì các bạn sẽ thấy AppSheet nó sẽ tự động nó ghi nhận này, lóc lại này, người tạo này, lúc này, thiết bị này, host này, nó đang tạo bằng trình duyệt và mình lưu lại. Thì như vậy AppSheet nó sẽ tự động nó ghi nhận lại cái lịch sử của mình tạo một cái công việc mới như vậy đó. Đây là việc mới của mình, nó sẽ update, nó đưa vào này mình vừa mới tạo đó. Ok ha, đó thì đó là cái cách để chúng ta có thể tạo một cái content để chúng ta ghép device lẫn host vào trong cái trình duyệt của mình. Thậm chí mình có thể mình dò bằng cái user email owner. Ví dụ như mình muốn phân quyền là chỉ có owner là cái người tạo mới được phép thêm cái menu home này, còn những người khác không được phép thêm. Cái nút cộng này nó sẽ xuất hiện khi owner là cái người chủ app thôi. Thì mình sẽ phân quyền ở trên cái nút này như sau: app vô cái chữ add, thì mình sẽ tìm tới cái add của cái bảng home. Trong cái add của bảng home mình tìm tới behavior, trong này mình sẽ phân quyền cho cái nút này thông qua cái context owner email đó. Nếu mà cái owner email này thì nó trả về là đúng với lại cái email của cái người tạo app đó. Ví dụ là cái email này mà nó bằng với lại cái email của cái người tạo app thì nó mới show đó. Ví dụ là user email là bằng email của cái người tạo app thì cái nút này nó mới show lên, ngược lại á thì nó sẽ không show đó. Giờ mình nhấn lưu. Thì bây giờ Hiền đang là cái người tạo app này thì cái email này là nó khớp thì nó sẽ show nút này lên. Bây giờ Hiền thử xóa cái email này, mình nhấn apply thì cái nút dấu cộng này nó sẽ không xuất hiện. Ok rồi. Tương tự các bạn có thể giải quyết để áp dụng trong nhiều cái tình huống khác của các bạn. Đó, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, các bạn nhớ nhấn like và chia sẻ nha.